làm việc có kế hoạch thì sẽ làm việc theo kế hoạch, chưa kế hoạch đặt ra là mình thích làm gì làm được. Vì giặt đồ, ủi đồ là sở trường của em, những cái việc thì đến tay là làm được cả, từ việc tán gái là. Mời bạn nam. Xin mời bạn nữ. Rồi, chào quý khán giả. Chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Rồi chào em giới thiệu đi em. Em là Nguyễn Văn Thọ. Em quê em ở Hà Tĩnh. Em đang sống và làm việc ở Đồng Nai. Làm nghề gì? Dạ em giáo viên ơi. Em giáo viên hả? Tổng cấp mấy? Nữa. Giáo viên cấp mấy? Dạ cấp 1 chị ơi. Em dạy môn gì? Dạ em dạy âm nhạc với lại làm tổng phụ trách ạ. Để bên đây giới thiệu đã rồi làm bài tặng bên đây nha. Dạ được chị ơi. Rồi mời bạn gái giới thiệu đã. Dạ em xin chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Cường Linh, chào bạn trai bên kia và cùng chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Nhi, quê em là ở Huế và em đang sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Công việc em hiện tại là gì? Dạ và để nói về công việc hiện tại của em thì em sẽ có một bài thơ ạ. Hay quá. Rồi mời em. Dạ. Em chỉ là cô giáo tiểu học, ngày hai buổi sớm hôm đến trường dạy trẻ nhỏ đọc rồi lại viết. Nghề của em rất đổi bình thường. Em chỉ là giáo viên tiểu học. Thôi tới đó là người ta cũng hiểu em là làm gì rồi đúng không? Dạ. Em chỉ là giáo viên tiểu học. Rồi. Rồi ở bên kia đó có bài thơ nha. Hát bên liền. Liên quan tới nghề nghiệp luôn, làm bài luôn anh. Em dạy tiểu học nên là em hát bài chú ếch con. Hả? Chú ếch con. Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan. Bao nhiêu chú trẻ non cùng bao cô cá rô ròn. Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang giòn. Yeah. Cặp này lấy nhau về đâu có sợ buồn đâu. Có thổi sáo gì thơ bên làm gọi bài đi. Dạ. Hả? Sáo nữa hả? Có luôn ta nghề nghiệp quá, ta. Thầy hay quá. Bài hát thì Quang Lê. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của hai bạn đi, bạn gái. Dạ điểm mạnh của em thì em là một người vui vẻ, hòa đồng, hay nói hay cười, biết nấu ăn cũng biết lo cho gia đình ạ. Còn về điểm yếu của em thì con người của em nó đôi khi nó sống theo tình cảm quá chị, nuông chiều cảm xúc bản thân. Nếu như mà làm việc có kế hoạch thì sẽ làm việc theo kế hoạch, nhưng mà giống như mà không chưa có kế hoạch đặt ra là mình thích làm gì làm vậy đó. Làm theo tùy hứng ha. Dạ đúng rồi. Cảm xúc vậy cũng tốt, đâu có gì đâu, điểm yếu đâu có gì đâu, điểm xấu đâu. Anh nói đi. Dạ. Hôm nay mình điểm mạnh yếu thế nào? Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, quét nhà, rửa bát với giặt đồ, ủi đồ là sở trường của em. Nói chung là những cái việc thì đến tay là làm được cả, trừ việc tán gái là. Tán gái được. Cho nên mới yếu chứ. Điểm yếu nhất là vụ đó đó hả? Dạ, điểm yếu nhất thì ví dụ như gặp những người mà phụ nữ mà mình thích hoặc là xinh chẳng hạn thì em khá là mất bình tĩnh. Dạ, nên mà cũng không biết nói gì luôn. Cho nên là ế nhỉ. Dạ. Trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình thì nếu mà chính thức thì chưa có. Nhưng mà nó loằng ngoằng thì cũng nhiều lắm. Tại vì em mới tìm hiểu được ít hôm người ta bo xì em luôn rồi. Là chưa có mối, cái mối tình gọi là mối tình đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ bên kia sao? Cái tình trường của mình là cô giáo như thế nào rồi? Em thì chưa có mối tình nào cả. Hả? Xứng đôi vừa lứa quá vậy. Em chỉ có yêu đơn phương thôi chị. Rồi bây giờ em gái em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em tả cái hình dáng coi, tưởng tượng ra sao, có giống anh bên đây không? Mỗi người đàn ông lý tưởng của em là em không có quan trọng ngoại hình, mà chủ yếu là tính cách. Thì em mong cái người đàn ông đó thì chín chắn, biết bao dung, kiên nhẫn, có khiếu hài hước một xíu. Bởi vì tính em thì nó hay vui mà cũng hay buồn lắm chị. Thấy anh đó nãy giờ là hài hước rồi. Dạ. Thôi em gặp bảo đảm cười liền. Đúng không? Yên tâm. Có em điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích người bạn trai quá gia trưởng. Em hy vọng là nếu như hai người thì cần phải tôn trọng nhau, rồi không có nhồi nhặt nhiều. Dạ, em thấy nghề tổng phụ trách đội hay đi giao du lắm chị. Chị hỏi anh có đi giao du có nhậu nhiều không kìa? Em thì cũng đi nhiều nhưng mà em không có nhậu ạ. Mẫu người bạn gái em tìm kiếm là như thế nào?
Dạ, một người bạn gái lý tưởng của em là một người mập mạp mũm mĩm, chiều cao thì không hạn chế, bao nhiêu cũng được cả. Rồi được rồi, để dạ, qua coi coi bên kia coi đúng ý em không nha. Ồ, chào em gái. Chào anh. Dễ thương. Em cảm nhận anh trai bên kia như là người như thế nào? Thử tưởng tượng anh ấy. Tại giờ em run quá, em chưa biết sao hết. Chưa biết sao hả? Dạ. À, em chưa có tưởng tượng được là người như thế nào. Dễ thương lắm. Em có chịu làm dâu không? Dạ cũng được anh. Cũng được, nếu làm dâu cũng được ha. Dạ, nhưng mà ở xa. Ở xa hả? Ý là tại do nhà em ở Huế anh. Thì em cũng muốn là Tết nhất thì cũng về Huế, cho nên hỏi nhà anh ở xa gần. Em hỏi thử coi anh ở đâu. Ủa anh ở trong này mà anh, nhà anh ở vẫn ở ngoài Hà Tĩnh hả anh? À đúng rồi, nhà anh đang ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh Huế cũng gần mà. À, vậy thôi thì em nghỉ hè thì em sẽ ra Hà Tĩnh, còn Tết thì em sẽ về Huế. Về Huế. Dạ. Quan trọng là thỏa thuận với nhau thôi. Dạ. À rồi thôi được rồi. Dạ. À, anh Quan coi mắt đàn gái thôi ha. Dạ. À, bạn gái cũng được đó, hơi bụng mỉm đó em. Dạ. Đúng ý em luôn rồi đó. Dạ, dạ chị. Trời ơi. Dễ thương mà. Đứng lên coi chúng tái chúng coi là có khỏe mạnh không? Dạ, có cần phải xoay tròn không? Quay. À. Dạ. Mà có khỏe mạnh không? Dạ. Tích được nhiêu cái? Dạ, chắc cũng được 40 cá. Bây giờ tích 20 thử thôi. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5. Hít sâu quá ha. Chất lượng quá ha. Này người ta gọi là nhỏ nhỏ mà có vỏ. Rồi, rồi. Xin mãi chị gái. Rồi. Thôi được rồi. Xin mãi lên 21 ha. Nhịp tim ổn định không? Dạ ổn định. Khỏe ha. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Phải bỏ rác đúng quy định. Rác á, rác á. Bỏ rác đúng. Bỏ rác. Và phải phân loại ra. Hả? Tức là cái rác nào phân hủy được thì mình bỏ vào riêng, cái nào mà ví dụ ly chén vỡ gì đó mình bỏ riêng ra, đừng bỏ chung. À, cái này đúng. Thôi mấy người mà ai đi coi mắt vợ mà coi vụ mà bỏ ra. Cái này nó nói lên tính cách của một con người anh Quyền Ly rồi. Không, chưa chắc nữa. Phải cẩn thận. Không, cái đó là đúng. Nhưng mà đi gặp người yêu đi coi mắt vợ mà nó em cái nào nó lớn ra. Không, cái nào nó lớn bao. Lớn lắm á, ảnh hưởng tới môi trường lớn lắm á. Cái gì vậy? Thôi được rồi. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nha. Em trai đi với ai? Dạ em đi với thầy hiệu trưởng với mấy đồng nghiệp ạ. À có thầy hiệu trưởng. Dạ. Rồi cho ý kiến thầy hiệu trưởng đi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Nguyệt Cát Tường. Dạ. Xin chào nhà gái và tất cả mọi người trong trường quay. Mình là hiệu trưởng của Nguyễn Văn Thọ. Thì đến với chương trình này thì mình thấy hai bạn về cái công việc cũng như là về cái quê quán á, thì hai bạn rất là thuận lợi. Còn về cái riêng bạn Thọ thì mình nói là bên đối phương của em á, thì những cái tiêu chí mà em đặt ra là tương đối là đạt rồi đó. Thì qua cái chương trình này thì mình thấy hai bạn cũng có cái duyên để gặp nhau rồi. Thì còn lại là mình mong rằng hai bạn sẽ càng ngày gần nhau hơn. Xin hết. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, bạn gái mình đi với ai? Em. Dạ, em đi với chị gái em, với thêm em gái, cháu gái, với thêm bạn bè. Ồ, chị ruột hả em? Dạ. Rồi, cho chị gặp chị của em nha. Em xin chào Quyền Linh. Em xin chào chị Cát Tường và em xin chào quý khán giả. Em là chị của Ý Nhi. Theo em nhận xét thì anh chàng bên này thì cũng hiền lành, thật thà, hơi hề hề. Thì cái chuyện em Nhi thì nó rất là hiền cho nên nó chưa có bằng trai. Thì chuyện tình cảm của em và thêm duyên phận của em thì tùy em. Chị cũng chỉ biết là nhận xét anh chàng như vậy thôi. Còn vấn đề còn lại thì em lựa đi nha. Rồi em gái, em gái có ý kiến gì không em? Em ruột luôn hả? Dạ cháu. À cháu. Dạ, con chào cô Cát Tường, con chào chú Quyền Linh và con chào chú và con chào quý vị khán giả. Dạ con là cháu gái của dì con, thì dì con rất là giỏi những cái công việc nữ công gia chánh, rất là giỏi nấu ăn. Dì con còn được cái vui tính nữa, nói gì cũng cười hết. Ở chú đây thì con không dám nói nhiều, con chỉ thấy chú cũng thật thà. Nếu như mà hai người nhìn nhau mà thấy hợp thì tiến tới với nhau, còn lại thì là do tính cách và duyên số của hai người thôi. Dạ con cảm ơn ạ. Thôi, duyên số, đó cũng là ý kiến để mình tham khảo thôi ha. Dạ. Còn cái chính vẫn là quyết định của mình. Kéo màn lên. Cái gặp gỡ ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng. Bắt đầu. Rồi cảm ơn anh ạ. Rồi em cũng cảm ơn qua tặng cho anh ạ. À, rồi cảm ơn. Có vẻ hợp nhau ha. Rồi hai bạn có thể ngồi đi. Dạ. Lần đầu tiên gặp mặt cảm nhận các bạn như thế nào? Nhìn thẳng vào nhau. Ấn tượng về nhau như thế nào? Em làm việc ở Biên Hòa được lâu chưa? Dạ em làm được 4 năm rồi.
À, cũng lâu rồi ha. Nói chung là gặp đối diện với người anh gái thì em nhát lắm. Trong đầu em nó trống rỗng không có gì cả. Thì bây giờ có anh đứng đây nè. Em thấy cô này sao, mình nghĩ sao nói vậy, không cần màu mè gì hết. Cô ấy như thế nào đối với em? Em thấy thì nãy giờ cô nói như chia sẻ về bản thân cô thì em thấy cũng thật thà, hiền lành. Đúng rồi. À, cũng gọi là một phụ nữ của người truyền thống. Đúng rồi đó. Em muốn lấy vợ chưa? Dạ, mục đích của em tới đây là phải lấy vợ gấp ạ. À, phải thể hiện người con gái này, cô biết chứ. Có một chút gì đó hợp với những cái suy nghĩ của em không? Dạ có, hợp nhiều lắm ạ. Hợp về gì? Dạ về tính cách, về ngoại hình, dạ, về nghề nghiệp. Dạ. Em thấy cô cười xinh không? Dạ cũng dễ thương ạ. Bây giờ tim em như thế nào? Con tim thế nào? Thì nãy nó loạn lên em mới không nhớ cái gì đó. Em có hỏi gì vậy? Anh hỏi đi. Em thấy là lúc nãy anh nói mấy cái vụ mà phân loại rác anh, em thấy có vẻ hơi nguyên tắc. Không có gì cả, em cứ bình thường thôi. Thì em như là không phải là rác nào mình cũng cho vào một chỗ. Cái bịch ni lông nó khác, mà cái thức ăn dư nó khác, mà cái vỏ trái cây nó khác. Mình không vào. Ý em nói là bịch ni lông qua một chỗ với lại cái thức ăn nữa hả? Với lại cái biết rồi, mấy vụ nó biết rồi. Trời ơi, bây giờ thí dụ giờ em yêu một người cô gái này, em yêu tha thiết luôn. Cô về cô thấy rác, cô lụm hết, cô bỏ vô một chỗ hết. Không, cái đó từ từ em nhắc nhở sau không sao cả. Nhắc sao? Ví dụ em nên là phân loại nó ra. Nhưng mà em hay đản trí lắm. Em có khi em bỏ em thấy lượm rác được là được rồi. Chứ còn giờ bắt đầu phân ra, ủa phân ra để làm gì? Thì tất nhiên là phải có mục đích của nó. Tại vì cái rác mà hữu cơ nó khác, còn rác vô cơ nó khác. Bữa nay hẹn hò chuyện rác thiệt quá bệnh. Mà anh có dự định tương lai sao? Thí dụ mình quen nhau và kế hoạch kết hôn sao? Giống như anh là anh tính gặp quen nhau rồi khoảng bao nhiêu lâu cưới? Thì tùy em thôi, mai về cưới cũng được. Em thì em... Anh cưới vừa gấp mà. Em thì tính em nó vẫn còn 5 năm. Em tính chắc khoảng 1-2 năm nữa. Cũng không sao. Nếu mà tin tưởng nhau thì không sao cả. Em muốn ảnh như thế nào em nói luôn đi. Em nghĩ chắc anh là giáo viên thì chắc anh cũng hợp với mấy tiêu chí của em ra rồi. Dạ. Có mỗi cái... Em thấy nguyên tắc của em thì... Như vài bữa sống làm sao? Không sao cả. Không phải nguyên tắc nhưng mà nó không cứng nhắc. Cái đó mình chỉnh từ từ được mà, không sao cả. Nói chung em bỏ ra. Dạ, ý anh nói là vài bữa em về giống như em về với anh là em phải giống như anh hả? Không cần giống. Thì em cứ làm từ từ vậy thôi. Ví dụ như là cái ly hay cái chén vỡ thì một tháng, hai tháng rồi. Cho em cơ hội cuối cùng. Dạ. Nhìn thẳng vào cô gái ấy. Nói một câu gì đó thiệt là tình cảm để chốt lại, để có quyết định. 30 giây cho em, cơ hội cuối cùng. Đừng có rác nữa nha. Thì nói chung thì anh thì cũng là một người rất là nhát gái, cho nên là gặp em lần đầu thì cũng anh rất là ấn tượng rồi về các cái tiêu chí của anh rồi. Cho nên là em cũng, mình cũng cho nhau cơ hội thì mình tìm hiểu, nếu mà hợp thì mình đến với nhau. Dạ. Rồi thôi, mọi thứ sẽ quyết định sau cái quyết định bấm nút của mình nha. Khi chúng ta quyết định bấm nút có nghĩa là rất rất nhiều người ở đây đang theo dõi mình. Bấm nút là hẹn hò, là tìm hiểu, trao cái duyên cho nhau, cái tình yêu để mà tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy cho nhau cơ hội. Bởi vì anh ấy rất là chân thành. Vấn đề chỗ là anh ấy hơi nhát và hơi nguyên tắc, cũng hơi một chút khô khan. Nhưng mà anh nghĩ rằng với bản lĩnh của em rất thông minh, em sẽ lèo lái được anh ấy. Và chắc chắn anh ấy sẽ trở thành người chồng rất tốt. Dạ. Rồi anh nắm tay đi, nắm tay. Xin nhờ, xin chị, xin chị. Anh cầm giùm em. Đó. Không phải vậy đó. Đây là những chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn có thể đến đây xem phim để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cầm luôn. Xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn, một phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu Couple TX gửi tặng hai bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 50 inch UVC TV, TV LED công nghệ Nhật Bản. Nếu như các bạn đồng ý kết hôn thì UVC sẽ có trong ngôi nhà của các bạn. Cảm ơn hai bạn. Quyết chiến quyết thắng lên nha thầy.